Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những lưu ý khi tưới lan giúp cho cây lan phát triển và đặc biệt sẽ hạn chế được tình trạng cây lan bị thối lá. Cái lưu ý đầu tiên đó là khi mà tưới cho cây lan thì các bạn hãy tưới cho cây lan thật đẫm. Chúng ta tưới cả lên mặt trước, tức là mặt trên của lá lan và mặt dưới của lá lan. Và lưu ý nữa đó là khi tưới nước cho cây lan, chúng ta quyết định tưới một ngày bao nhiêu lần thì chúng ta căn cứ vào giá thể. Cây lan của chúng ta cần ẩm nhưng mà không ướt, tức là chúng ta luôn luôn thực hiện theo nguyên tắc ẩm nhưng không ướt. Cây lan rất cần nước, rất cần độ ẩm. Nhưng nếu như mà ướt quá thì bộ rễ của cây lan sẽ bị hỏng, bị úng rễ. Và khi mà úng rễ thì nó sẽ dẫn đến là thối vào gốc. Và từ đó thì nấm khuẩn xâm nhập, làm thối bộ rễ, thối gốc và thối lá. Cái hiện tượng thối lá lan chủ yếu nguyên nhân chính là do là thối từ cái bộ rễ. Rễ bị nghẹt rễ thì cây lan rất dễ bị thối. Và một cái nguyên nhân nữa làm cho lá lan hay bị thối đó là do côn trùng tấn công ăn lá. Từ đó thì nấm khuẩn xâm nhập và gây nên những vết thối, những vết đốm đen, đốm nâu, đốm vàng ở lá của cây lan. Còn một tình trạng nữa đó là cây lan hay bị thối, thối lá, bị đốm lá là do chúng ta tưới nước cho cây lan vào buổi tối. Khi mà buổi tối chúng ta tưới nước cho cây lan thì những cái hạt nước nó đọng ở trên lá, bề mặt lá của lan, rồi là phần gốc của cây lan thì ẩm ướt quá. Và buổi tối khi mà độ ẩm cao thì nấm khuẩn nó hoạt động mạnh. Và nấm khuẩn hoạt động mạnh thì xâm nhập nó, đặc biệt là ở những cái phần đọng nước ở trên lá, đọng nước ở gốc, đọng nước ở giá thể thì nấm khuẩn nó trú ngụ ở đó và nó gây nên cái hiện tượng thối lá, thối gốc, thối thân cho cây lan. Do đó thì cái chú ý đầu tiên là khi mà tưới lan thì các bạn hãy tưới toàn bộ lá, thân, gốc và giá thể của chậu lan. Khi mà chúng ta tưới như thế này thì thứ nhất là những cái bề mặt của lá lan, thân lan có những con côn trùng, những ấu trùng thì chúng ta tưới như này, cả mặt trước, mặt sau, mặt trên, mặt dưới thì nó sẽ trôi loại bỏ những cái ấu trùng đó đi. Đấy, rồi kể cả nấm khuẩn mà nó bám ở những cái bề mặt của cây lan thì cũng bị rửa trôi đi. Cái thứ hai nữa là chúng ta tưới ướt đẫm giá thể từ trên xuống dưới, tưới thật đẫm vào thì khi mà tưới như này thì nước ở bên dưới nó chảy tong tong như này thì những cái mùn ở trong giá thể này cũng sẽ bị trôi đi và nó sẽ làm giảm cái hiện tượng bị nghẹt rễ của cây lan. Cái thứ hai nữa là trong cái giá thể của chậu lan thì thường là có vỏ thông. Đấy, thì vỏ thông nếu như mà chúng ta tưới ướt đẫm từ trên xuống dưới thì cái vỏ thông nó rất ít khi bị mốc trắng. Nhưng nếu chúng ta chỉ tưới ướt đẫm ở phần bên trên thôi, còn phần bên dưới thì nó không ướt ấy, thì vỏ thông rất hay bị nấm mốc màu trắng. Và cái nấm mốc màu trắng này thì nó xâm nhập và nó làm hại cái rễ của cây lan. Và tưới nước cho cây lan
là phải thực hiện nguyên tắc ẩm nhưng không ướt. Tức là chúng ta có thể quyết định là một ngày tưới cho cây lan một lần hay hai lần hay ba lần, thì nó tùy thuộc vào từng vườn, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết từng ngày, rồi là tùy thuộc vào cái giá thể trồng lan. Thế để ẩm nhưng mà không ướt thì làm thế nào để biết được ẩm nhưng mà không ướt? Tức là chúng ta quan sát bề mặt của giá thể của chậu lan. Có thể là ở bên trên chậu lan của chúng ta nó khô, thế nhưng mà khi mà chúng ta bới xuống bên dưới thì nó có độ ẩm. Và nếu như mà chúng ta sử dụng những cái giá thể như sơ dừa, mùn dừa, rêu sâu mà ở bên dưới mà nó có những giá thể đó mà anh chị em mang lên và anh chị em vắt mà nước nó chảy tong tong, lúc nào nước nó cũng chảy tong tong, thì như thế thì nó sẽ không tốt cho bộ rễ của cây lan, bất kể loại lan nào, kể cả lan hồ điệp hay lan phi điệp hay lan kiếm. Thì nếu như mà ngày nào giá thể cũng ướt đẫm như thế, ướt sũng như thế, thì đến một lúc nào đó thì bộ rễ của cây lan nó sẽ bị úng. Nên là các bạn lưu ý cho mình như thế. Và cái giá thể mà lúc nào nó cũng ướt sũng như thế thì nó là nơi mà trú ngụ những nấm khuẩn. Đấy, nó gây thối rễ cho cây lan. Nên là anh chị em chú ý. Còn đối với giá thể vỏ thông thì các bạn có thể tưới thoải mái. Thế nhưng mà các bạn cần chú ý là những khi mà chúng ta sử dụng những cái loại phân hữu cơ như thế này chẳng hạn, thì nếu như mà anh chị em mua phải những loại phân hữu cơ mà người ta ép và người ta sử dụng, người ta trộn chung với lại bùn, nhất là phân chuồn quế được nuôi từ phân trâu, phân bò. Nhưng mà phân trâu, phân bò nếu như mà nguyên chất thì nó không sao, nhưng mà phân trâu, phân bò khi mà người ta lấy về và nó lẫn với lại bùn, rất nhiều bùn, thì khi mà anh chị em sử dụng một thời gian là nó choét ra. Và cái phân chuồn quế đó nó thành như kiểu thành bùn ấy, và nó sẽ làm bít cái rễ của cây lan. Từ đó thì cây lan hỏng bộ rễ. Thì lan hỏng bộ rễ thì cây lan không hút được chất dinh dưỡng, sẽ còi cọc và kém phát triển. Cây lan hỏng bộ rễ thì sức đề kháng nó sẽ yếu, và từ đó thì nấm khuẩn nó xâm nhập và nó cũng làm cho cái lá của cây lan nó hay bị thối lá. Nên là nguyên nhân thối lá do bộ rễ yếu, do bộ rễ bị úng rễ thì nó là như thế. Thì đó là một số những lưu ý khi mà chúng ta tưới nước cho cây lan. Thì mình xin chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em để giúp cho cây lan của chúng ta phát triển được tốt. Cây lan hạn chế được nấm bệnh. Đấy, và ngoài cái việc mà chúng ta tưới nước cho cây lan như thế này thì chúng ta cũng cần phải bổ sung chất dinh dưỡng cho cây lan. Thì khi mà chúng ta bổ sung chất dinh dưỡng cho cây lan thì cây lan nó chỉ hấp thụ chất dinh dưỡng ở dạng lỏng. Ví dụ chúng ta bón phân cho những cái chậu lan này thì chúng ta phải tưới nước cho nó, thì cái chất dinh dưỡng nó chuyển sang dạng lỏng thì cây lan mới hấp thu được. Còn chất dinh dưỡng mà ở thể rắn thì cây lan không hấp thu được chất dinh dưỡng và nó sẽ không phát triển được. Rồi, và mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.